Trước ngày lên đường tham dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024, đội tuyển nữ Việt Nam đón nhận tin vui khi tiền đạo Huỳnh Như sẽ tập trung vào cùng các đồng đội thi đấu hai trận với chủ nhà Nepal. Câu lạc bộ Len Villa Verdansk ủng hộ và tạo điều kiện để tiền đạo này được đóng góp cho đội tuyển nữ Việt Nam trong hai trận đấu tới đây. Do các trận đấu này nằm trong khuôn khổ FIFA Days của bóng đá nữ, Huỳnh Như sẽ di chuyển từ Bồ Đào Nha tới thành phố Kamandu của Nepal để tập trung với đồng đội. Chia sẻ về điều này, Huỳnh Như cho biết Cô cảm thấy rất vui mừng và gửi lời cảm ơn tới câu lạc bộ nơi cô đang thi đấu đã tạo điều kiện cho mình thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia. Huỳnh Như chia sẻ, dù thi đấu chưa đủ lâu để hiểu hết về nền bóng đá Bồ Đào Nha nói riêng cũng như châu Âu nói chung, tuy vậy thông qua các trận đấu và những hướng dẫn từ ban huấn luyện của câu lạc bộ, cô học hỏi và hiểu được một phần nào đó về cách tổ chức, lối chơi bóng cường độ và chiến thuật. Huỳnh Như hy vọng những thông tin này sẽ có ích cho đội tuyển và huấn luyện viên Mai Đức Chung.